Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 6 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động ở Ukraine sẽ kết thúc sau vài ngày nữa nếu Mỹ và các nước đồng minh của Washington ngừng gửi vũ khí tới Ukraine. Ông Medvedev nói, NATO, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, chủ yếu là Mỹ và đồng minh của họ, ngừng vận chuyển vũ khí và đạn dược tới Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc sau vài tháng. Và nếu họ ngừng vận chuyển vũ khí ngay bây giờ, thì chiến dịch đặc biệt sẽ kết thúc chỉ sau vài ngày. Thực ra, bất kỳ cuộc chiến tranh nào, kể cả chiến tranh thế giới, đều có thể kết thúc rất nhanh. Ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng, biện pháp có thể là ký kết một hiệp ước hòa bình, hoặc cũng có thể là một đợt đánh lớn với kết quả thắng thua rõ ràng. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 5 tháng 7, các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Hai bên lực lượng đã có khoảng 30 trận giao tranh tại khu vực trong ngày qua. Tình hình căng thẳng nhất ở sườn đông hiện nay là ở các hướng Lyman và Bakhmut. Trong ngày, quân Nga đã có 48 trận không kích và 54 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư khắp Ukraine. Ngày 5 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia thừa nhận quân Nga vẫn có ưu thế về vũ khí, trong khi đó các lực lượng Ukraine đang tiến quân trong điều kiện vũ khí và đạn dược ít hơn nhiều. Tuy nhiên, theo bà, tổn thất mà Kiev gánh chịu ít hơn phía Moscow. Theo bà, quân Ukraine hiện đang nỗ lực khiến đối phương không còn khả năng tấn công, cũng như để các đơn vị tấn công của Ukraine tiến bộ nhanh hơn trong tương lai. Cùng ngày, tư lệnh lực lượng mặt đất thuộc quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrsky và tư lệnh đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria, chuẩn tướng Oleksandr Tanatsky đều nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, nhưng cuộc phản công đang được lên kế hoạch. Ông Syrsky khẳng định, chắc chắn quân Kiev sẽ chiếm lại được thành phố Bakhmut, đồng thời cho biết đối phương đang phải chịu tổn thất gấp 8 lần, thậm chí gấp 10 lần, đặc biệt là với số quân thiệt mạng. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 5 tháng 7, phía chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng nói rằng các lực lượng Ukraine đã dội pháo hàng loạt vào thành phố Donetsk, khiến 8 thường dân bị thương. Theo DPR, 18 cuộc pháo kích vào Donetsk chủ yếu sử dụng các hệ thống pháo cỡ nòng 155mm, 152mm và các hệ thống MLRS. Số dân thường bị thương ở thành phố Makhitka thuộc DPR trong trận pháo kích của các lực lượng Ukraine đã tăng lên 68, tính đến tối 5 tháng 7 giờ Nga. Theo TASS, Ukraine đã oanh tạc thành phố này bắt đầu từ ngày 3 tháng 7, đến nay đã khiến 40 tòa nhà chung cư, 12 cơ sở giáo dục trung học, 13 trường mẫu giáo, 4 cơ sở thể thao, 13 cơ sở xã hội, 2 trạm cứu hỏa và 9 cơ sở y tế đã bị hư hại. Theo đại diện dịch vụ khẩn cấp, khu vực nói với TASS rằng cuộc oanh tạc của Ukraine đã trúng một kho dầu ở thành phố, khiến 5 thùng nhiên liệu tại kho bốc cháy dữ dội. Người này cho biết cuộc oanh tạc vẫn đang diễn ra. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 5 tháng 7 cho biết rằng các lực lượng Nga đã phá hủy 2 kho đạn dược và một sở chỉ huy của Ukraine ở DPR trong ngày qua. Theo ông, trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 79 đơn vị pháo binh Ukraine, các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 109 khu vực. Hôm 5 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3 2022 vẫn đang căng thẳng. Ông tuyên bố, nỗ lực tiềm tàng của Ukraine nhằm phá hoại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở vùng Zaporizhia có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Hãng tin RT dẫn lời ông Peskov cảnh báo, thực sự có mối đe dọa phá hoại lớn từ phía chính quyền Kiev, phá hoại có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Theo ông Peskov, không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào nhà máy Zaporizhia vì giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần thể hiện sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục tiêu. Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn mối đe dọa đối với nhà máy hạt nhân Zaporizhia, ông Peskov nói thêm. Người phát ngôn Điện Kremlin đã nhắc lại sự cố vỡ đập Kharkovka do Nga kiểm soát hồi đầu tháng 6. Theo Moscow, Kiev là thủ phạm làm vỡ con đập. Tuy nhiên, Ukraine đã lên tiếng phủ nhận và đổ lỗi cho Nga.
Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cáo buộc Nga muốn gây ra vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5 tháng 7 đã bác bỏ các thông tin đăng trên tờ Financial Times của Anh rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, theo đài RT. Cụ thể, Financial Times ngày 4 tháng 7 dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên nói rằng ông Tập đã gửi thông điệp trên đến ông Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow hồi tháng 3. Tờ báo cũng cho biết các quan chức Trung Quốc được công nhận vì đã thuyết phục được Tổng thống Nga từ bỏ những lời đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân với Ukraine. Theo Financial Times, việc ngăn cản Tổng thống Putin khỏi một cuộc tấn công hạt nhân là một phần quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh đối với châu Âu. Về thông tin này, ông Peskov nói rõ, tôi không thể xác nhận điều đó. Ông giải thích rằng những tuyên bố chính thức mà Nga và Trung Quốc đã công bố về chuyến thăm quan trọng của ông Tập đủ để kết luận sự hư cấu của thông tin từ Financial Times. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này. Quân đội Nga đã xây dựng một mạng lưới trinh sát thống nhất từ mặt đất, trên không và cả trên vũ trụ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công phối hợp theo lớp. Trước hết, quân đội Nga dựa vào UAV trinh sát Auckland 10 và Outpost R kết hợp với trinh sát vệ tinh và tình báo mặt đất để hình thành mạng lưới trinh sát. Khi lực lượng trinh sát mặt đất, trên không phát hiện mục tiêu xe tăng, xe bọc thép đối phương, quân đội Nga đã sử dụng trực thăng vũ trang, UAV tự sát và hệ thống vũ khí khác nhau để thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhiều cấp độ. Phương pháp tấn công phân tầng và phối hợp này khiến xe tăng và xe bọc thép của Ukraine không có nơi nào để ẩn nấp. Chỉ huy quân đội Nga đã dựa vào thông tin từ mạng lưới này để ra mệnh lệnh chiến đấu, đồng thời nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các sở chỉ huy mặt đất, trực thăng vũ trang, UAV và các trận địa pháo binh, súng cốt, tạo thành một nền tảng thống nhất, nhất thể hóa. Theo BBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng cuộc tấn công của Ukraine kém hiệu quả hơn mong đợi. Phía Ukraine nhấn mạnh rằng, sau khi tạm dừng phản công, họ chủ yếu là điều chỉnh chiến thuật và tìm ra những cách thức mới để đối phó với chiến thuật mới của quân đội Nga. Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công sau khi tìm ra chiến thuật phù hợp để tránh tổn thất lớn trên chiến trường. Như vậy, dự đoán cuộc phản công của Ukraine là vẫn tiếp tục khó khăn. Quân đội Ukraine mặc dù đã đầu tư số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép cho các hoạt động phản công, nhưng chúng đều trở thành mục tiêu sống, chịu tổn thất nặng nề và hiệu quả tấn công khó được đảm bảo. Chiến thuật mới của Nga đã khiến chỉ huy quân đội Ukraine buộc phải tuyên bố tạm ngừng tấn công và lên kế hoạch điều chỉnh chiến thuật. Do chưa có cách nào đối phó với chiến thuật mới của quân đội Nga, nên quân đội Ukraine đã chịu quá nhiều tổn thất trong cuộc tấn công và hiệu quả của cuộc tấn công rất hạn chế. Điều này khiến cho cuộc tấn công của quân đội Ukraine không bền vững. Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác đã thừa nhận rằng những chiến thuật mới của Nga đã gây ra những khó khăn và dẫn đến tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Chia sẻ với CNN, hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu thương vong và mất nhiều khí tài hạng nặng trong nỗ lực đột phá phòng tuyến Nga ở miền đông những ngày qua. Trong số những khí tài Ukraine bị phá hủy có xe thiết giáp kháng mìn MRAP do Mỹ viện trợ. Lầu Năm Góc cũng chỉ ra quân đội Nga sử dụng chiến thuật mới với UAV vũ trang, trang bị hệ thống tác chiến điện tử VPSK-25 để gây nhiễu và chiến thuật tấn công bầy đàn của UAV tự sát trong quá trình tác chiến, gây khó khăn lớn cho cuộc tiến công của quân đội Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!